Mến chào tất cả các cô chú anh chị gần xa trong mọi miền Tổ quốc nha. Mến chào anh Lợi ơi. Rồi mến chào bà con đang xem kênh Bonsai Lợi Nguyên hôm nay nha. Thì hôm nay em làm clip tiếp tục là thứ 206 nha bà con. Giao lưu với bà con một số mặt hàng cũng mới về hàng bonsai để bàn nha. Để giao lưu qua số điện thoại của em là 0772 877278 nha. Rồi đầu tiên cho em xin giới thiệu là mã số 1V nha bà con. Đây, cây là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha. Cây đang cho lên nụ rất là gộ luôn nha bà con. Đây hàng này về ship về tới nhà bà con mình chơi bông luôn nha. Bông đang lên đây 100% nụ rồi nha. Đây bông rất là đẹp, rất là thơm luôn. Chiều cao là 65 nha. Tán rộng là 52. Cây này là đã người ta đã vô dây chỉnh sửa phơm tàn sẵn rồi nha. Đặc biệt của nó là có bộ đế rất là đẹp nha bà con. Nhỏ nhưng mà bộ đế dầm rất là nổi nha. Đây, hoành là 16 nha bà con. Đây, cụ đế bà con xem đây. Giờ bà con moi nữa rất đẹp nha. Phơm tàn đã vô dây chỉnh sửa hoàn thiện cho mình rồi nha. Rất đẹp luôn. Rồi giá của nó là 800.000 bao ship bao gồm chậu cho bà con mình luôn nha. Đây. Và tiếp theo đến với mã số 2V. Đây 2V là một cây ổi xẻ nha, lá chung. Đây rất là đẹp, cây đã vô dây chỉnh sửa rồi. Đây cái dáng bán đổ dáng bay nha bà con, rất đẹp nha. Đây đâm chồi rất mạnh, cây đang cho trái luôn nha bà con. Đây. Chiều cao này là 34 nha. Tán rộng là 43. Đây cho trái rất sai đây, cây thường chậu luôn. Thân đây bằng ngón tay trỏ của em thôi nha. Đây rất là đẹp. Đây. Cái này giao lưu bà con giá 500.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Đây 500.000 đồng thôi nha. Đến với mã 3V cũng là một cây ổi xẻ lá chung luôn. Mấy cây này đều đã cho trái hết rồi nha bà con. Đây trái rất là sai luôn, trái nó to khoảng bằng cái nhột cái của mình thôi nha. Cái này cái dáng nhăn rất là đẹp luôn, một cốt nha. Chiều cao này là 47, tán ngang là 55 nha. Thân thì cũng bằng ngón tay trỏ em thôi. Đây bà con xem đây trái đây. Rất là sai. Đây đẹp để bàn chân rất là đẹp nha, cây dầm rất có hồn luôn. Cái này em mới bao ship bao gồm chậu cho bà con mình luôn nha. 550.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Đây bao gồm chậu luôn nha bà con. Rồi đến với mã số 4V. Đây mã 4V này là một cây mai chiếu thủy trung nu lá chung nha, cây ghim nha bà con. Đây rất là đẹp luôn, tay chi tứ diện. Chiều cao này là 34 nha, tán rộng 37. Đây hoành thang em đo là 12. Cây thường chậu để bàn nha, cây này giao lưu thì em sẽ thay chậu cho bà con nha. Đây rất đẹp luôn. Giá của nó là 400.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Đây 400.000 đồng thôi. Mã số 5V, đây là một cây mai trung nu nha. Đây, cây có dáng chùm chữ C nhưng mà dòng chữ C rất đẹp nha. Chiều cao là 35, tán rộng 40 nha. Đây hoành này em đo là 14 thôi. Đây hoành 14 nha. Đây cũng có giá là 400.000 luôn, cây này thường chậu nha, tại vì em rút cái chậu xi măng ra rồi nha. Rồi đến với mã 6V. Đây cũng là một cây mai chiếu thủy trung nu, dáng rất là đẹp nha bà con. Tay chi tiều ấn mịn hết rồi nha. Đây cái này đã lên bông thôi, chơi rất đẹp luôn. Chiều cao là 30, tán rộng là 42 nha. Thân này là 10 nha bà con. Đây thân là 10 thôi. Đây rất là đẹp luôn nha. Rồi giá của nó cũng chỉ là 450.000 đồng thôi nha. Đây 450.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn, giá rất là dễ chơi nha bà con. Rồi đến với mã số 7V. Đây một cây mai chiếu thủy trung nu dáng bài nha, cây đã thành phẩm nha bà con. Đây rất là đẹp luôn. Cây này bộ đế của nồi đế cũng rất đẹp luôn nha. Đây, cây này đã chỉnh sửa chơi cũng khoảng mấy năm rồi nha bà con. Chiều cao của nó là 25. Tán rộng là 42 nha. Đây. Rồi hoành em đo sát của ghế này là 19 nha bà con. Đây rất là đẹp luôn nha, cây thường chậu nha, bảo đảm cho bà con mà luôn. Rồi mã số 7V nha, giá của nó là 1.500.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Hàng này thì em sẽ rút chậu nha bà con, em sẽ đóng thùng cho bà con mình bảo đảm an toàn luôn nha. Đây mã số 8V, một cây trang đỏ lá nhỏ nha, cây cũng đã vô dây chỉnh sửa dáng khắc đổ rất là đẹp nha bà con. Đây nhỏ nhưng mà già cây. Chiều cao là 27, tán rộng này là 50. Thân thì bằng ngón tay trỏ của em thôi nha. Đây đã vô dây chỉnh sửa bà con xem đây nha, rất là đều. Đây dòm dáng rất là đẹp luôn nha, đang lên hoa luôn. Rồi cái này bao ship toàn quốc bao gồm chậu luôn nha, 650.000 đồng. Đây bao ship toàn quốc luôn. Rồi đến với mã là số 8V. Đây số 9V nha, một cây trang xưa luôn nha, lá nhỏ luôn, cây cũng đang cho nụ rất là ấm bệnh tàn nha. Cây này già cây lắm nha bà con, nhỏ nhưng mà già lắm nha. Để bàn chân thì rất là đẹp luôn. Chiều cao này là 25, tán lá rộng là 39 nha. Đây thang em đo ngay cổ là khoảng 7 thôi. Hoành đế là 24. Đây để bàn chân là hết ý luôn, đang cho lên nụ luôn nha. Đây cái này già cây nha bà con, để chơi cũng lâu nên giá nó cũng trung bình thôi nha. Đây, 1.100.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha, bao gồm chậu luôn. Rồi đến với mã số 10V nha, một cây trang trắng nha. Đây, trang trắng xưa, lá nhỏ. Đây, cũng đã vô dây chỉnh sửa hoàn thiện rồi. Chiều cao 23, tán rộng 33 nha. Đây, thân cũng bằng cái tay trỏ em thôi. Đây, thừng chậu rất là đẹp nha bà con. Quay chậm chậm. Đây. Cái này bao ship bao gồm chậu cho bà con mình luôn nha, giá 400.000 thôi nha. Đây, bông trang trắng nha bà con. Rồi đến với mã là số 11V. Đây, một cây kim quýt luôn, rất là đẹp luôn nha. Gắn bay rất đẹp nha bà con, cây này già lắm rồi nha. Đây, cây này là cây ghim. Đây. Chiều cao của nó là 37 nha. Tán lá rộng này là 52. Đây, hoành em đo ngay cổ rễ luôn là 13. Cây thường chậu nha, nằm trong chậu hột xoài. Cái này bao ship bao gồm chậu bà con mình luôn nha. 1.200.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Đây, 1.200.000 đồng thôi. Rồi đến với mã 12V. Đây, một cây điệp lào thường chậu nha bà con. Đây, hôm nay em còn một cây điệp lào thường chậu vô luôn bà con luôn nha. Bông rất là đẹp nha bà con. Bông cao quanh năm, cái này đang cho nụ nha. Chiều cao 125. Tán rộng là 110 nha. Đây, tán rất là tròn luôn. Đây, dần rất là đẹp nha. Cây một cốt luôn. Hoành em đó là 7 nha bà con. Hoành thân này 7, đế rất là đều nha, cây thường chậu. Rồi giá chỉ là 800.000 thôi nha, bao ship toàn quốc luôn. Tiếp lào này thường chậu nha bà con. Tán tròn. Đến với mã số 13. Đây, một cây sâm hương Đài Loan nữa nha, rất đẹp nha bà con. Đế là đã chỉnh sửa từ lúc nhỏ rồi nha. Đế đều 24 giờ luôn. Cây dáng trực lắc nha. Chiều cao này của nó là 35. Tán lá rộng là 56 nha. Cây này nó có bông màu trắng rất là đẹp nha. Sâm hương thì có cái mùi vị hương thơm nhẹ nha. Hoành là 21 nha bà con. Đây, hàng này khi mà bà con mình đụng vào cái lá của nó thôi là nó sẽ có cái mùi hương thơm nhẹ rất là dễ chịu nha. Đây, sâm hương Đài Loan. Cây này đã phơm dây tàn sẵn rồi, về bà con mình nuôi thời gian ngắn thôi. Càng nuôi cái lá nó càng rút lên nha. Rồi giá của nó là 1.600.000 bao gồm chậu luôn nha bà con. 1.600.000 đồng thôi nha. Bao gồm chậu, bao gồm phí ship luôn. Sâm hương Đài Loan. Rồi đến với mã tiếp theo 14V. Đây em có một cây mai chiếu thủy Trung Nu lá chung nữa nha, cây cũng thành phẩm nha bà con. Đây, rất đẹp luôn. Đây, chiều cao này là 49 nha, tán lá rộng này là 60. Cây cũng dáng trực lát luôn nha, chi cành tay đã chỉnh sửa hoàn thiện rồi. Cây thành phẩm nha. Đây, hoành này của nó nha là 16. Đấy, rất đẹp luôn. Đây, mã số 14V. Giá là 1.600.000 nha bà con. Cây rất là đẹp, cây này đã thành phẩm rồi nha bà con. 1.600.000 em bao phí luôn nha. Tất cả mặt hàng bên em báo đều đã bao phí ship hết rồi nha. Đây, một cây mai chiếu thủy Trung Nu luôn nha, mã số 15V. Tay chân tứ diện luôn nha bà con. Chiều cao của nó là 54, tán rộng là 49 nha. Đây, cây này tàn ấm bệnh luôn. Quanh tổng là 29 nha bà con. Đây, cây này bông đang lên trắng cây luôn nha, rất là thơm. Đây, mã số 15V. Cái này giao lưu thì em thấy rút chậu nha. Đây, giá của nó là 800.000 đồng thôi nha bà con, bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Đây, nhưng mà em sẽ thay cái chậu khác cho bà con mình yên tâm nha. Đây, rồi mã số là 16 và 17 nha, cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đây, hai cây này thì giá khuyến mãi cho bà con mình luôn, 100.000 một cây thôi nha, hàng để bàn nha bà con. Đây, tàn thì đã chỉnh sửa toàn diện hết rồi. Chiều cao 27, tán rộng 25 nha. Thân thì vẫn tới chỗ em thôi nha bà con. Hàng này em giao lưu cũng khá nhiều, với còn vài cây nữa thôi nha. Cây là thường chậu hết rồi con, xem đây. Con mình yên tâm khi về nhà mình trồng không bao giờ phải mất sức luôn nha. Đây, tàn cứng bầu luôn nha, rất là đẹp luôn. Cặp này giao lưu 200.000 thôi nha bà con, bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi, hai cái này cũng là cuối clip của ngày hôm nay. Con cây cảnh bonsai Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con, rất cảm ơn bà con đã ủng hộ kênh thời gian vừa qua nha. Và em xin tiếp tục hẹn những clip tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt ạ. Thân ái mến chào tạm biệt quý bà con nha. Và hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh bonsai Lê Nguyên chúng em nha. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.